Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có các nội dung đáng chú ý như sau. Thứ khiến Nga liều mình giữ bí mật hơn cả thiết kế bom nguyên tử. Bí kíp thành công, vì sao F-14 của Iran vẫn khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Mỹ, Nga và Trung Quốc và cuộc cạnh tranh vũ khí không gian. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến theo dõi bản tin chi tiết của chúng tôi. Trang mạng Sohu của Trung Quốc có bài viết nói về công nghệ động cơ NK-32 độc đáo của Nga, đồng thời cho biết đây là thứ mà các đại diện quân sự của Nga giữ bí mật chặt chẽ hơn cả thiết kế của bom nguyên tử. Theo bài viết, thì Moscow và Bắc Kinh đã hợp tác với nhau trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực quân sự trong vòng nhiều năm. Các chuyên gia Nga và Trung Quốc thường trao đổi với nhau thông tin và khoa học cũng như là kỹ thuật. Mặc dù vậy, phía Trung Quốc cho biết, một trong những bí mật mà Moscow không bao giờ chia sẻ là thông tin liên quan đến động cơ phản lực NK-32 trên máy bay ném bom chiến lược Tu-160. Người Nga xem trọng bí mật của những động cơ này còn hơn cả việc chế tạo bom nguyên tử, tác giả bài viết đã nhấn mạnh. Động cơ NK-32 do nhà thiết kế Nikolai Kuznetsov phát triển. Ngoài mẫu động cơ này, ông còn nghiên cứu động cơ NK-12 lắp đặt trên máy bay ném bom tầm xa Tu-95. Theo Trung Quốc, Tu-95 đã khá lỗi thời. Chỉ có máy bay ném bom chiến lược B-2 của Mỹ là có thể cạnh tranh với Tu-160 nhờ sự kết hợp của nhiều tính năng. Thiên Nga Trắng Tu-160 được thiết kế để tấn công các mục tiêu quan trọng ở những khu vực xa xôi và sâu bên trong chiến tuyến đối phương. Mẫu máy bay này đã được đưa vào hoạt động trong năm 1987 và đã nắm giữ nhiều kỷ lục của thế giới. Theo tờ Investia, hồi tháng 2 năm nay, hai chiếc Tu-160 đã bay qua biển Barents và biển Na Uy. Thông tin tiếp theo liên quan đến những chiếc F-14 thông khét của Iran. Cho đến nay, thì những chiếc F-14 vẫn giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ của Iran. Sau nhiều thập kỷ, kể từ khi trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ vận hành Grumman F-14 thông khét, mẫu tiêm kích cánh cụp cánh xòe trang bị radar tinh vi cùng các tên lửa không đối không tầm xa AIM-54 Phoenix, Iran đã thành công trong việc duy trì các phi đoàn F-14 của mình. Khoảng 40 chiếc F-14 còn hoạt động của Iran đã xuất kích tham gia một số cuộc xung đột. Và sau khi Hải quân Mỹ loại biên những chiếc thông khét cuối cùng của họ vào năm 2006, thì F-14 của Iran là những chiếc thông khét duy nhất còn hoạt động trên thế giới. Dưới đây là một số lý do giải thích tại sao phi đoàn F-14 của Iran vẫn rất đáng gờm dù đã có tuổi. Thứ nhất là thiết kế cánh cụp cánh xòe. Thiết kế cánh cụp cánh xòe của F-14 thông khét đã được chứng minh là một chìa khóa duy trì sự thành công, do nó có thể được tối ưu hóa cho các thao tác cơ động ở tốc độ thấp và tốc độ cao. Khi hạ cánh xuống tàu sân bay có bom ngắn, đôi cánh của máy bay sẽ xòe ra ngoài trong quá trình bay ở tốc độ thấp, mang lại lực nâng lớn hơn. Lực nâng này còn được bổ trợ bởi phần thân tương đối rộng và khoang động cơ rộng rãi của máy bay. Ngược lại, khi mà đôi cánh của thông khét cụp vào trong lúc bay ở tốc độ cao, nó sẽ tạo ra lực cản thấp hơn. Trong điều kiện chật chội trên boong tàu sân bay, đôi cánh của thông khét có thể thu gọn hơn nữa, cho phép nó nhường không gian cho các máy bay khác. Thứ hai là khả năng cơ động. Tiêm kích cánh cụp cánh xòe siêu thanh F-14 thông khét được phát triển dành cho Hải quân Mỹ với khả năng cơ động ấn tượng và dễ dàng điều khiển. Vào khoảng 5 năm trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, thì vua Mohammad Reza Pahlavi cũng là một phi công, đã để Iran mua từ Mỹ 80 chiếc Grumman F-14A Tomcat, 663 tên lửa Hill AIM-54 Phoenix với tổng giá trị hợp đồng lên tới 2 tỷ đô. Từ đó, thì Iran trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ vận hành F-14. Vào thời điểm đó, Iran còn đề nghị mua toàn bộ hệ thống vũ khí, trong đó có máy bay, hệ thống điện tử hàng không, vũ khí và cơ sở hạ tầng hỗ trợ. Theo tạp chí National Interest, điều này có thể lý giải phần nào tại sao phi đoàn F-14 của Iran vẫn còn tồn tại, ngoài việc chúng tận dụng các bộ phận mua từ nước ngoài hoặc sản xuất nội địa trên các máy bay cũ. 120 phi công và sĩ quan theo dõi radar của không quân Iran đã được huấn luyện tại Mỹ và Iran vào năm 1979. Các phi công đã không gặp khó khăn lớn nào trong việc làm chủ những chiếc máy bay cỡ lớn.
cựu phi công của Iran Mazhar Fahar khi nói về khả năng cơ động của F-14 Tomcat đã cho biết rằng nhờ F-14 trang bị radar AVKG-9, các phi công Iran thì có thể tấn công máy bay đối phương từ cự ly 100 dặm. Các phi công thì cũng đánh giá rất cao năng lực cận chiến của mẫu máy bay này. Hải quân Mỹ đã loại biên những chiếc Tomcat cuối cùng vào ngày 22 tháng 9 năm 2006 và thay thế chúng là mẫu tiêm kích Boeing FA-18 Super Hornet. Từ năm 1981, Tổ hợp Công nghiệp Máy bay Iran đã chịu trách nhiệm đại tu và nâng cấp các máy bay chiến đấu F-14 trong khuôn khổ chương trình tự cung tự cấp khí tài quân sự của Tehran. Đến nay, lực lượng F-14 Tomcat của Iran vẫn rất có giá trị do Tehran đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực để duy trì nguồn cung ứng phụ tùng sản xuất trong nước hoặc tìm cách mua từ nước ngoài. Bên cạnh đó, Iran được cho là đã nâng cấp các máy bay Tomcat với các hệ thống radar, hệ thống định vị, sóng vô tuyến mới, đồng thời điều chỉnh để chúng có thể tương thích với tên lửa R-73 và tên lửa THAAD. Tờ báo National Interest nói rằng, cho đến nay, thì những chiếc F-14 của Iran vẫn giữ một vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ của quốc gia Vịnh Ba Tư này. Trong một thông tin khác, Mỹ, Nga và Trung Quốc và một số quốc gia khác đang phát triển vũ khí mới đe dọa các chuỗi vệ tinh của các cường quốc khác. Vũ khí chống vệ tinh rất hữu ích, không chỉ làm tê liệt năng lực của kẻ thù trên chiến trường, mà chúng còn đe dọa các ứng dụng không gian dân sự. Kết quả là đối phương sẽ khó xác định các cuộc tấn công đến từ đâu, ai là thủ phạm. Hệ thống vũ khí tinh vi này còn có thể giáng một đòn nghiêm trọng vào sức mạnh quân sự và kinh tế của các cường quốc không gian trong hòa bình và chiến tranh. Trang Popular Mechanics dẫn các báo cáo mới nhất cho biết, hai báo cáo từ một trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế và từ một quỹ thế giới bảo mật phân tích dữ liệu nguồn mở và để cung cấp các số liệu ước tính về các chương trình chiến tranh chống vệ tinh trên toàn thế giới, bao gồm cả của Mỹ. Kết quả là một bức tranh lạnh lùng về các loại vũ khí có thể được sử dụng để vô hiệu hóa không chỉ các vệ tinh quân sự mà còn cả dân sự, dẫn đến sự gián đoạn đáng kể mọi thứ từ tín hiệu truyền hình cho đến hệ thống định vị toàn cầu. Theo CSIS, Nga đang đầu tư đáng kể vào vũ khí chống vệ tinh. Tên lửa 14A042 Neutron có nguồn gốc từ các tên lửa đánh chặn đạn đạo, có thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo, có khả năng chống vệ tinh hạn chế. Neutron đã hoàn thành 7 bài kiểm tra cho đến nay. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế thì cũng cho biết có dấu hiệu Moscow đang nâng cấp hệ thống giám sát không gian Corona của họ với hệ thống lóa laser Kalina nhằm làm mù hoặc làm hỏng cảm biến quang của các vệ tinh gián điệp nước ngoài. Trung tâm này lưu ý rằng hệ thống laser Pivares có thể đang được sử dụng để làm hỏng các vệ tinh trên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Nga cũng đang đầu tư vào các khả năng chống vệ tinh gần trái đất hơn, đưa vào sử dụng các hệ thống gây nhiễu vệ tinh phá vỡ luồng dữ liệu giữa các vệ tinh và khách hàng trên mặt đất. Trung tâm lưu ý rằng đã có nhiều báo cáo về việc gây nhiễu GPS xung quanh các lực lượng Nga tại Syria. Việc phá vỡ GPS gây khó khăn cho các phi công đối phương làm sai lệch đường bay của các vũ khí tự dẫn hướng. Sự gián đoạn có thể ở dạng gây nhiễu tín hiệu GPS, ngăn người dùng không nhận được bất kỳ dữ liệu nào cho đến các vị trí giả mạo và lén lút gửi dữ liệu vị trí giả mạo. Trung Quốc được cho là đang nghiên cứu 3 hệ thống tên lửa chống vệ tinh. Ít nhất một hệ thống SC-19 được cho là hoạt động. SC-19 đã được thử nghiệm 5 lần và có nguồn gốc từ tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21C với công nghệ được chuyển đổi từ các hệ thống tên lửa đất đối không. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ tin rằng Trung Quốc sẽ phát triển hệ thống vũ khí laser chống vệ tinh trên mặt đất trong năm 2020. Trung Quốc cũng đang nghiên cứu các thiết bị gây nhiễu trên mặt đất để phá vỡ các luồng dữ liệu các vệ tinh, một khả năng quan trọng có thể đang được sử dụng để chống lại một kẻ thù hoạt động tại khoảng cách xa như là người Mỹ. Có lẽ, chương trình vũ khí chống vệ tinh tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay là của Mỹ. Quân đội nước này có một số vũ khí chống vệ tinh đáng gờm, bao gồm tên lửa đánh chặn mặt đất tại Alaska và Hawaii. Hệ thống GBI ban đầu được phát triển để bắn hạ các tên lửa đạn đạo nhắm vào Mỹ khi chúng đi qua quỹ đạo trái đất tầm thấp. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.